everybody. Welcome back to our class today. Chào mừng các em học sinh lớp 4 đã quay trở lại với lớp học của chúng ta ngày hôm nay. Today we will continue unit 14, What Does He Look Like? Lesson 2. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, hãy cùng cô ôn lại những gì chúng ta đã được học ở lesson 1 các em nhé. Now look at the picture, ask an answer. So how do you ask about his appearance? Để hỏi về ngoại hình của bạn nam này, chúng ta sẽ đặt câu hỏi gì nào? What does he look like? And he's tall. Alright. Next one. What does she look like? She's short. How about this picture? What does he look like? He's old. And this one. What does she look like? She's slim. She's slim. Okay. And now, with the lesson today, we will learn about comparative. Với bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học cách so sánh hơn và so sánh giữa hai người với nhau và so sánh về ngoại hình của họ như thế nào. So let's see. Ở picture này, như ở lesson 1 chúng ta đã học, he's tall and she's short, alright? Vậy thì ở đây chúng ta có thể thấy bạn nam này sẽ như thế nào so với bạn nữ? Cao hơn, đúng không nào? Vậy chúng ta có từ cao hơn đó chính là taller. Taller. And she's shorter. Shorter. Okay? Now listen again and repeat. Taller. Shorter. Taller. Shorter. Okay? The next one. Bạn nữ ở bên trái sẽ như thế nào so với bạn bên phải? Nhỏ hơn, đúng không nào? So she's smaller. Smaller. And she's bigger. Bigger. Okay? Now listen again and repeat. Smaller. Smaller. Bigger. Bigger. And this one. In this picture, grandmother and a girl. Vậy rõ ràng bà thì sẽ như thế nào so với cô bé này? Già hơn, đúng không nào? Older. Older. And younger. Younger. Bạn này thì sẽ trẻ hơn bà, đúng không nào? Younger. Ok, như vậy chúng ta có thể thấy những tính từ so sánh hơn ở đây chính là những tính từ của chúng ta và được thêm vào đuôi ER. Taller, shorter, smaller, bigger, older and younger. Tất cả những tính từ này đều là tính từ chúng ta đã học được thêm vào đuôi ER. Vậy mà nó sẽ mang nghĩa là trẻ hơn, già hơn. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với activity 1 trong IC Books để xem cách các bạn so sánh nhau như thế nào. Lesson 2. 1. Look, listen and repeat. Okay, so look at this picture. Can you see Nam and Peter? Nam đang giới thiệu cho Peter về một người đàn ông trong picture này, đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ cùng xem người đó là ai nhé. Now let's listen. This is my father. He's tall. Đây là bố của mình. Ông ấy cao. Okay, listen again and repeat. This is my father. He's tall. Next one. 1. Look, listen and repeat. Ở bức tranh tiếp theo, bạn Nam lại tiếp tục giới thiệu một thành viên khác cho bạn Peter. Để các em có thể đoán đây là ai không nào? Maybe brother. Okay, now listen again and repeat. And this is my elder brother. Oh, he's tall too. And this is my elder brother. Và đây là anh của mình. Oh, he's tall too. Oh, anh ấy cũng cao. Now listen again and repeat. And this is my elder brother. Oh, he's tall too. And we shall see. 1. Look, listen and repeat. Who's taller? My brother is. My brother's taller than my father. Who's taller? Vậy ai cao hơn? My brother is. My brother's taller than my father.
anh trai mình cao hơn ba mình. Okay, listen again and repeat. Who's taller? My brother is. My brother's taller than my father. Như vậy, thông qua activity 1 trong IC Books, các em đã biết cách các bạn hỏi và trả lời so sánh về hai người như thế nào đúng không nào? Bây giờ hãy cùng cô nhìn lại mẫu câu này nhé. Okay, so look at this picture. Nhìn vào picture này, chúng ta có thể đặt câu hỏi who's taller để biết người nào sẽ cao hơn người nào. Okay, who's taller? Ai cao hơn? So you can see that the boy or the girl? The boy, alright? So we say the boy is taller. The boy is taller. Okay, now listen again, I repeat. Who's taller? The boy is taller. Như vậy chúng ta đã biết cách so sánh hai người với nhau đúng không nào? Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với các hoạt động trong IC Book để luyện tập nhiều hơn về mẫu câu này các em nhé. 2. Point essay. Okay, now let's practice the patterns with activity 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện tập mẫu câu mình vừa học với hoạt động 2 này các em nhé. Hãy nhìn vào các picture và các gợi ý. Chúng ta sẽ đặt câu hỏi và trả lời những câu hỏi này theo gợi ý ở đây nhé. Now look at this picture A. A girl and a boy. So we are taller and shorter. Okay. Picture B. Tương tự như vậy, chúng ta cũng có một bạn nữ và một bạn nam. A girl and a boy. Bigger and smaller. Picture C. A boy and a man. Alright. Older and younger. Bây giờ các em sẽ kích vào từng picture, lắng nghe câu hỏi, câu trả lời và lặp lại. Hãy lưu ý ở mỗi picture như vậy chúng ta sẽ có hai câu hỏi và hai câu trả lời. Các em hãy nghe và lặp lại nhé. Now let's listen and repeat. Who's taller? The girl is taller than the boy. Who is shorter? The boy is shorter than the girl. Picture B. Who's bigger? The boy is bigger than the girl. Who is smaller? The girl is smaller than the boy. And picture C. Who's older? The grandfather is older than the boy. Who is younger? The boy is younger than the grandfather. Okay, các em hãy lặp đi lặp lại cho đến khi nào mình có thể nói thuần thục mẫu câu này các em nhé. And now let's move on activity 3. 3. Let's talk. Ở hoạt động này các em sẽ trả lời 3 câu hỏi. What does she look like? What does he look like? And who's taller? Who's shorter? Or who's older? Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn ra 3 bạn ở trong lớp để nhìn và trả lời. Với câu hỏi What does she look like? Chúng ta sẽ trả lời với She's. Okay. She's là một tính từ mô tả về ngoại hình của bạn ấy. What does he look like? Chúng ta sử dụng he's và một tính từ mô tả về ngoại hình của bạn ấy. For example, she's short. He's tall. Okay. Vậy với câu hỏi số 3, who's taller? Cô sẽ dùng gì? The boy is taller than the girl. Okay. Tương tự như vậy, chúng ta trả lời với những câu hỏi khác để các em sẽ tự mình thực hiện hoạt động này nhé. And now let's move on to activity 4. 4. Listen and circle. Ở hoạt động này, các em sẽ được củng cố kỹ năng nghe và nhiệm vụ của chúng ta là listen and circle, nghe và khoanh tròn. Ở bài này, chúng ta sẽ được nghe bạn nam giới thiệu về bạn ấy cũng như những thành viên trong gia đình của bạn ấy. Hãy nghe và tìm ra ngoại hình thích hợp của những người này. Okay, so let's see number one. Nam is then his sister, taller or slimmer. Number two, his sister is then his mother, slimmer or smaller. Number three, his mother is then his father, shorter or younger. And the last one, his father is then his mother, older or taller. Okay, so let's listen and circle. Hi, my name's Nam.
This is my family. My father, my mother, my sister, and me. 1. I'm not very tall, but I'm taller than my sister. So very clear, number one. Nam is taller than his sister, alright? Number two. 2. My sister's slim. She's slimmer than my mother. So she's slimmer than my mother. So number two. A. 3. My mother's 33 years old. She's younger than my father. Very clear. Number three. She's younger than my father. And the last one. 4. My father's tall. He's taller than my mother. And number four, she say, my father is taller than my mother, alright? Như vậy cô vừa giúp chúng ta chỉ ra những từ khóa trong bài đọc, trong bài nghe này đúng không nào? Vậy bạn nào chưa ra được những từ khóa này, các em hãy nhấn play để nghe lại. And now let's see. Well done. Now let's move on to activity 5. 5. Look and write. Ở hoạt động này, các em sẽ được củng cố kỹ năng viết. Chúng ta sẽ dựa vào các bức tranh để trả lời những câu hỏi. Okay, now the first picture. Who's slimmer, the father or the brother? So look at this, father and brother. So who's slimmer? Yes, the brother. So you're right. The brother is slimmer than the father. All right. Number two, who's shorter, the father or the mother? Very clear. The mother is shorter than the father. Okay. How about number three? Who's older, the brother or the sister? So look at this picture, you can see. The sister is older than the brother, alright? And the last one, who's stronger, the brother or the father? Ai mạnh hơn, stronger. So you can see, the brother is stronger than the father. Ok, như vậy các em sẽ tự mình thực hiện hai câu hỏi còn lại, sau đó nhấn submit để kiểm tra câu trả lời của mình nhé. And now let's move on to the last activity. 6. Lesson. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau củng cố mẫu câu mình đã học với bài hát What do they look like? Trước khi lắng nghe giai điệu của bài hát, hãy cùng cô đọc qua lời của bài hát nào. What does your mother look like? She's tall. She's taller than me. What does your father look like? He's slim. He's slimmer than me. Okay? Bài hát này rất là ngắn đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe giai điệu của bài hát nhé. Now let's listen. What does your mother look like? She's tall. She's taller than me. What does your father look like? He's slim, he's slimmer than me. Ok, như vậy các em đã nắm được giai điệu của bài hát. Bây giờ hãy nghe lại và hát theo nhé. Now let's listen again and sing along. What does your mother look like? She's tall. She's taller than me. What does your father look like? He's slim. He's slimmer than me. That's all for our lesson today. Vậy bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi và các em đã biết cách so sánh hai người với nhau đúng không nào? Về nhà các em hãy nhớ học thuộc các từ vựng và mẫu câu mà mình đã học ngày hôm nay. Hãy làm lại các bài tập trong IC Book và chuẩn bị cho bài mới. Unit 14, Lesson 3. Goodbye!